mọi người, kênh Sức Khỏe Thảo Dược Thanh Bình sẽ giới thiệu về vị thuốc Quế Chi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Thanh Bình ở bên dưới màn hình để xem thêm những vị thuốc bổ ích cho sức khỏe nhé. Quế Chi nổi danh là một trong những vị thuốc quý không thể thiếu trong đông y. Hơn nữa, Quế Chi cũng rất gần gũi với mọi nhà. Với tính ấm, Quế Chi được sử dụng trong các trường hợp sợ gió, cảm sốt, ra mồ hôi, nhức đầu. Ngoài những công dụng trên thì Quế Chi còn những công năng nào khác? Quế Chi có tác dụng giải cảm, hạ sốt, tăng cường làm tích mồ hôi, tăng cường sức đề kháng, làm ấm cơ thể, đặc biệt ở người hay sợ gió, sợ lạnh. Quế Chi giúp làm ấm bụng, phòng ngừa chứng đau bụng do lạnh. Sử dụng Quế Chi có tác dụng lợi tiểu, điều trị phù thủng, cải thiện chứng đau nhức do phong thấp, sưng đau các khớp, nhức mỏi toàn thân do thay đổi thời tiết. Ngoài ra, Quế Chi còn được sử dụng trong các trường hợp bế kinh, kinh nguyệt không đều, khuyết ứ, và giúp long đờm, ngừa ho, thanh nhiệt giải độc, trị sởi. Bài thuốc giải cảm làm ra mồ hôi, 12g cùng lượng mỗi vị bao gồm Quế Chi, Thược Dược, Sinh Khương và 4g cam thảo, táo tàu 3 quả. Tất cả đem sắc lấy nước, bỏ bã, chiên nước thuốc thành 2-3 lần uống trong ngày. Bài thuốc điều trị bế kinh, ứ huyết kèm đau bụng, 8g mỗi vị bao gồm Quế Chi, Phục Linh, Đào Nhân, Thược Dược, Đơn Bì. Nguyên liệu có thể đem tán thành bột mịn, trộn đều và làm thành viên hoàn, hoặc nhanh nhất là sắc lấy nước uống. Lưu ý, Quế Chi có tính ấm nên không sử dụng cho người âm hư hỏa vượng, người đang xuất huyết ở yết hầu. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm cách sử dụng của Quế Chi và một số thảo dược khác tốt cho sức khỏe tại website của Thảo Dược Thanh Bình. Thảo Dược Thanh Bình tự hào là địa chỉ bán Quế Chi tại thành phố Hồ Chí Minh uy tín chất lượng nhất, là đơn vị chuyên cung cấp thảo dược sạch luôn được khách hàng tin cậy. Hãy liên hệ ngay tới hotline của công ty để được tư vấn miễn phí, nhận ưu đãi và mang lại cho người thân của bạn những sản phẩm tốt nhất. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hãy like và nhấn đăng ký ngay bên dưới màn hình nhé. Xin chào mọi người.